suy thoái tư tưởng chính trị thực chất là sự phản ánh sai lệch bản chất của đảng cộng sản từ việc phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng xa rời chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh coi thường chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đó là do tuyệt đối hóa cái chủ quan đề cao chủ nghĩa cá nhân làm cho mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như những cái tốt tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa bị xuyên tạc trở thành máu mó lẫn lộn trắng đen vì thế cái xấu có cơ hội nảy nở cái tốt bị lấn át nhấn chìm sự lệch lạc trong suy nghĩ thoái hóa về tư tưởng chính trị thể hiện rõ ở việc phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng xa rời chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh buông lỏng nguyên tắc sinh hoạt đảng nói và làm sai nghị quyết điều lệ của đảng đây là cái gốc đè ra các chứng bệnh phát ngôn thiếu trách nhiệm thực hiện pháp luật kỷ luật không nghiêm quan liêu độc đoán chuyên quyền nó vừa là hệ quả sản phẩm tất yếu của sự non kém cái này vừa là nguyên nhân sản sinh ra cái kia mang tính bệnh hoạn và ngược lại sinh hoạt trong một tổ chức tốt một người có tư tưởng chính trị lành mạnh đúng đắn sẽ luôn kiên định vững vàng trước mọi khó khăn không bao giờ làm những điều sai trái mọi cam dỗ, mua chuộc không thể chuyển nay không vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích tập thể và do đó họ có cuộc sống bình dị trong sạch luôn là tấm gương sáng đáng nể trọng để mọi người ngưỡng mộ có thể khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sai lầm suy thoái về đạo đức lối sống và ngược lại cho nên muốn không bị suy thoái về tư tưởng chính trị dẫn đến các loại suy thoái biến chất khác thì chính trị của ta phải mạnh lên đạo đức của ta phải trong sáng lối sống của ta phải lành mạnh một vấn đề có tính nguyên tắc là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng ra sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh làm cho chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh chủ trương của đảng chính sách của nhà nước chiếm vị trí thống trị trở thành nền tảng trong đời sống văn hóa tinh thần xã hội đồng thời phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát giáo dục cán bộ đảng viên kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật kỷ luật kịp thời đưa những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất không đủ tư cách ra khỏi tổ chức đảng cơ quan nhà nước làm cho đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Vững mạnh đã chỉ ra tác hại khôn lường của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và các giải pháp khắc phục căn bệnh ấy. Đây là dịp tốt để chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn những người mắc căn bệnh này, có biện pháp hạ nhiệt cho những người thường hay ác cảm và nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, hay ca ngợi và muốn đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thích sống theo kiểu văn hóa phương Tây đề cao vật chất sùng bái đồng tiền, coi thường tình nghĩa, đạo lý, phủ nhận truyền thống, lịch sử dân tộc. Thời gian tới, phải kiên quyết hơn nữa trong triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, suy thoái trong tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống pháp luật, các chế độ, quy định thật cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ để đủ sức ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, sử dụng cán bộ, chọn đúng người có thực đức, thực tài để bố trí vào các vị trí chủ chốt, chủ trì quan trọng. Đối với cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ để cán bộ, đảng viên có đủ điều kiện bảo liêm, dưỡng liêm, làm tốt việc nêu gương cho quần chúng học tập. Nói theo, giải quyết tốt mối quan hệ giữa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một biện pháp nhất thiết phải làm, nhằm gột rửa cho sạch thói hư, tật xấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu rèn luyện, tu dưỡng để uy tín, danh dự của Đảng ta ngày càng thêm tỏa sáng, sống mãi trong lòng nhân dân là cách tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc đúng như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã vạch ra.